Khi chúng ta bổ sung viên uống glutathione thì hãy để ý đến cái hàm lượng để có thể làm sáng làm trắng da. Hàm lượng chúng ta bổ sung để làm trắng làm sáng da sẽ là khoảng 20-40mg trên 1kg cân nặng. Vì vậy chúng ta có thể ví dụ một người nặng 50kg thì một ngày chúng ta nên bổ sung khoảng tầm 1.500-2.000mg. Đó mới là cái liều lượng làm da của chúng ta trắng hơn và sáng hơn được. Xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hương để chăm sóc da khoa học tại nhà. Và trong video ngày hôm nay, Hương sẽ chia sẻ đến bạn 5 cái lưu ý khi bạn uống viên uống trắng da glutathione để giúp bạn có một làn da trắng sáng hơn, nâng tông hơn, đặc biệt là hỗ trợ bạn xử lý các tình trạng sạm da, nám da hay tàn nhang được tốt hơn. Tuy nhiên, trước khi bước vào phần chính của video ngày hôm nay, Hương rất hy vọng rằng bạn sẽ dành một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube màu đỏ ở phía dưới để hàng ngày chúng ta có thể được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Quay trở lại với chủ đề chính của video ngày hôm nay thì viên uống trắng da glutathione là một cái viên uống khá nổi tiếng trên thị trường hiện nay và rất là nhiều bạn cũng như các chị chúng ta mua các sản phẩm viên uống này với giá thành nó không hề rẻ. Nhưng mà uống mãi, uống hoài vẫn không thấy rằng da của chúng ta trắng sáng hơn, không thấy các vết nám, vết tàn nhang hay là sắc tố của chúng ta được mờ đi. Đó là do các chị còn chưa biết đến những cái lưu ý phía dưới đây để giúp chúng ta bổ sung làm sao cho hiệu quả. Và ở phần đầu tiên, tôi muốn chia sẻ với các bạn, các chị về cái thành phần glutathione, chúng có tác dụng gì với làn da của chúng ta. Thì điều đầu tiên là glutathione sẽ giúp làn da của chúng ta được chống lão hóa, chống oxy hóa tốt hơn. Nghe thì có vẻ hơi khó hiểu, nhưng chúng ta biết rằng là do tuổi tác này, do tác động từ môi trường bên ngoài thì cơ thể chúng ta sẽ sản sinh ra cái gốc tự do. Và chính gốc tự do này nó sẽ khiến làn da của chúng ta bị đứt gãy collagen này, nhân trùng, lão hóa, chảy xệ, thậm chí là sạm nám. Thì viên uống glutathione ở đây sẽ trung hòa các gốc tự do này và nó sẽ ít sản sinh các gốc tự do hơn. Thì từ đó chúng sẽ giảm tốc độ lão hóa. Chúng ta sẽ gọi cái này đó chính là chống lão hóa. Và glutathione thì chúng được cơ thể của chúng ta có thể tự sản xuất được ra ở trong gan. Nhưng mà cái hàm lượng chúng ta mong muốn để làm sáng da hay chống lão hóa nó có thể ít đi dần do chúng ta có thể là môi trường và tuổi tác. Vì vậy khi chúng ta bổ sung thêm bên uống glutathione từ bên ngoài vào thì nó sẽ hỗ trợ ức chế tốt hơn một cái men gọi là men tyrosina. Cái men này nó sẽ sản sinh ra các sắc tố màu đen, sắc tố melanin ở trên bề mặt da của chúng ta. Thì khi cái men này được ức chế thì có nghĩa là sắc tố màu tối này nó sẽ ít sản sinh hơn, đồng nghĩa với việc sắc tố màu sáng nó sẽ tăng hơn và từ đó làn da chúng ta nó sẽ nâng tông và sáng hơn. Ngoài ra thì cái thành phần glutathione này ở trong gan của chúng ta đã được rất là nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng chúng vô cùng tốt với sức khỏe, tốt cho các thành phần bộ phận như là gan này, hệ tiêu hóa này, hay là chúng có thể hỗ trợ cơ thể chúng ta đào thải độc tố ra bên ngoài được tốt hơn. Vì thế có thể khẳng định rằng cái thành phần glutathione này nó vừa tốt cho sức khỏe, lại vừa hỗ trợ chúng ta làm trắng, làm sáng da, nâng tông làn da. Phần tiếp theo chúng ta sẽ đến 5 cái lưu ý làm sao để bổ sung viên uống glutathione giúp làn da của chúng ta sáng hơn. Thì Hương sẽ nói một chút về glutathione này. Chúng ta sẽ có các cái đường có thể đưa vào cơ thể. Đầu tiên có thể là đường tiêm truyền này, thứ hai có thể là đường uống và thứ ba có thể là bôi. Thì với đường tiêm truyền này chúng ta cần phải được các cơ sở bác sĩ thực hiện và chúng có khá là nhiều tai biến cho nên chúng ta không có thể tự ý sử dụng được. Còn với sản phẩm đường bôi thì kết quả đem lại nó rất là chậm bởi vì glutathione đường bôi nó không phải là một cái sản phẩm làm sáng da được ưa chuộng. Còn với sản phẩm đường uống glutathione thì như đã nói ở trên, chúng khá là an toàn, vừa chống lão hóa vừa làm sáng da và tốt cho sức khỏe, thì chúng ta sẽ nên bổ sung các viên uống này để hỗ trợ chúng ta làm sáng da tốt hơn. Đầu tiên chúng ta sẽ lựa chọn các viên uống có chứa thành phần glutathione như thế nào. Thì khi mà lựa chọn, cái điều đầu tiên Hương luôn luôn chia sẻ đến các chị, các bạn là chúng ta sẽ lựa chọn những cái sản phẩm là hãng lớn này, rõ nguồn gốc xuất xứ này và có tem mác đầy đủ. Bởi vì đây là những sản phẩm chúng ta bổ sung qua đường uống vào cơ thể. Nếu chúng ta lựa chọn những sản phẩm mà nó không phải hãng lớn hay là trôi nổi trên thị trường thì nó có thể gây nguy hại đến sức khỏe của chúng ta. Và có rất là nhiều các thông tin bài báo đã đưa ra những cái cơ sở họ tự làm tại nhà, không biết rằng bên trong những viên thuốc đó có thành phần gì, họ làm giả những cái hãng lớn. Điều này rất là nguy hiểm. Lưu ý thứ hai, khi chúng ta bổ sung viên uống glutathione thì hãy để ý đến cái hàm lượng để có thể làm sáng làm trắng da. Hàm lượng chúng ta bổ sung để làm trắng làm sáng da sẽ là khoảng 20-40mg trên 1kg cân nặng. Vì vậy chúng ta có thể ví dụ một người nặng 50kg thì một ngày chúng ta nên bổ sung khoảng tầm 1.500-2.000mg. Đó mới là cái liều lượng làm da của chúng ta trắng hơn và sáng hơn được. Thì Hương thấy rằng có rất là nhiều các viên uống trên thị trường hiện nay, nếu mà soi cái bảng thành phần ra thì cái hàm lượng glutathione đâu đó chỉ khoảng 60mg đến 100mg. Mà một ngày chỉ khuyến cáo các bạn là uống khoảng tầm 2 viên
thì làm sao chúng ta có thể đủ cái hàm lượng làm trắng làm sáng da được? Vậy điều đầu tiên, các chị hay các bạn đang uống các viên uống làm trắng da có chứa thành phần glutathione, hãy lật phía sau bảng thành phần da để xem hàm lượng là bao nhiêu. Các chị có thể comment hoặc chụp ảnh cái sản phẩm chúng ta đang sử dụng xuống dưới để chia sẻ cùng với Hương, và Hương sẽ hướng dẫn các chị các bạn được kỹ hơn. Rồi, vậy thì thông tin lưu ý ở đây là muốn làm trắng làm sáng da, hàm lượng chúng ta cần bổ sung một ngày là khoảng tầm 1.500 cho đến 2.000 mg nha. Lưu ý thứ ba là ngoài việc chúng ta bổ sung các cái thành phần làm trắng da glutathione thì chúng ta sẽ nên có những cái thành phần đi kèm làm sao để giúp cơ thể chúng ta có thể hấp thụ được tốt hơn này, và chuyển hóa tốt hơn, và ức chế các cái men sản sinh ra sắc tố được tốt hơn. Thì ở đây có một cái thành phần mà rất là quen thuộc, đó chính là cái vitamin C. Và nếu bạn đã xem qua các video ở phía trước thì khi Hương nói về các viên uống làm trắng da thì Hương thường chia sẻ đến cặp đôi là kết hợp giữa vitamin C và glutathione. Thì hai cặp đôi này vào có tác dụng là gì? Cái C nó cũng sẽ là vừa là một cái thành phần để giúp chúng ta là chống oxy hóa tốt này và hỗ trợ làm sáng da. Nhưng ngoài ra thì cái C mà kết hợp cùng cái glutathione này thì nó sẽ tăng hiệu quả là hấp thụ khi chúng ta uống vào trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì những viên uống glutathione mà đắt tiền hơn một xíu thì lật phía sau bảng thành phần nó đều có thêm cái thành phần là vitamin C. Tuy nhiên thì cái hàm lượng vitamin C mà để làm trắng, làm sáng da và hỗ trợ tốt nó chính là khoảng tầm 500 mg một ngày. Vì vậy chúng ta hãy xem rằng cái hàm lượng viên uống chúng ta đang uống này đã đủ cái hàm lượng vitamin C chưa. Nếu chưa thì ngoài việc chúng ta uống glutathione thì hãy mua thêm một cái hũ vitamin C. Thực ra C có giá thành rất rẻ, đó chỉ khoảng 200-300 nghìn một cái hũ thôi, là chúng ta đã nhân đôi nhân ba được hiệu quả làm trắng da rồi. Lưu ý thứ tư là chúng ta cần phải uống đủ liệu trình. Thì có nhiều chị chúng ta mua một cái hũ glutathione về chúng ta uống và mong rằng là hết cái hũ đó da chúng ta sẽ mờ nám, mờ tàn nhang, nâng tông được. Nhưng chúng ta cần hiểu là những sản phẩm viên uống khi uống vào cơ thể, thứ nhất là cần theo liệu trình, và thứ hai là chúng ta uống vào toàn bộ cơ thể lớn như thế này mà cái phần chúng ta mong muốn làm trắng làm sáng da nhất là khuôn mặt này, vì vậy chúng ta sẽ cần phải có thời gian. Thì theo nghiên cứu này, nếu mà chúng ta uống thì một cái lộ trình chúng ta uống sẽ kéo dài khoảng 3 tháng, sau đó bạn có thể ngưng khoảng 1 tháng rồi tiếp tục quay trở lại lộ trình. Và những cái làn da mà thuộc mức gọi là sáng sáng một xíu thì có thể uống khoảng tầm là 2 lộ trình, chúng ta sẽ thấy cái sự thay đổi của làn da. Nhưng nếu những làn da mà ví dụ da của Hương này là da vàng này, hay là da bánh mật hơn một xíu nữa, đen đen sạm hơn một xíu, thì có thể chúng ta cần phải uống tầm 3 đến 4 cái lộ trình đó, thì sau đó chúng ta mới thấy rằng là da chúng ta bắt đầu có cái sự nâng tông được. Rồi, vì vậy ở đây cái điều Hương muốn chia sẻ đến các bạn các chị là chúng ta sẽ cần bổ sung glutathione theo đủ cái liệu trình, và tối thiểu là 2 đến 3 liệu trình để thấy rằng da của chúng ta bắt đầu nâng tông. Và lưu ý số 5 là lưu ý cuối cùng, đây cũng là nhiều cái điều mà các chị, các bạn thường mắc sai lầm khiến cho việc uống glutathione mà làn da chúng ta không trắng, đó chính là chúng ta không có sự duy trì. Chúng ta chỉ hiểu một cách đơn giản này, làn da chúng ta khi sinh ra nó đã cái màu sắc như vậy rồi. Ngoài ra chúng ta còn chịu sự tác động rất là nhiều về yếu tố là tuổi tác này và môi trường bên ngoài UV. Nếu mà chúng ta uống mà trắng rồi, sau đó chúng ta ngưng thì làn da chúng ta sẽ không có gì ức chế cái men sẽ sản sinh sắc tố nữa, thì nó đã quay trở về cái trạng thái như cũ. Cộng thêm với yếu tố bên ngoài là môi trường tuổi tác tác động vào thì nó sẽ đen sạm đi. Vậy thì sau quá trình chúng ta uống là khoảng 1.500 đến 2.000 mg trong khoảng tầm 3 đến 4 lộ trình mà da chúng ta đạt cái trạng thái trắng sáng hơn mơ ước rồi, thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái giai đoạn là duy trì. Ở giai đoạn này thì các chị có thể hạ cái liều chúng ta uống xuống. Thứ nhất là nó sẽ tiết kiệm chi phí của các chị hơn, và thứ hai nó đủ để duy trì cái sự trắng sáng chúng ta đạt được ở phía trước. Thì hàm lượng để duy trì chính là khoảng tầm 500 mg trên một ngày nha. Rồi, và trên đây chính là chia sẻ của Hương về những cái bí quyết giúp các chị có thể uống các viên uống trắng da có chứa thành phần glutathione làm sao để đạt hiệu quả cao hơn, trắng sáng nhanh hơn, mờ sạm nám, mờ tàn nhang. Vậy các chị hãy xem rằng mình có đang mua đúng sản phẩm không, hay là bổ sung đúng cách chưa để mình điều chỉnh. Và trong quá trình skincare, gặp bất kỳ điều gì khó khăn hãy để lại comment để Hương hỗ trợ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.